Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi cập nhật một cái vườn mà mình hỗ trợ kỹ thuật để mà làm trái. Vô ai hầu như vô vườn nào cũng thấy cái gì đó các bạn. Đi đọt lại cho. Nó le đọt mà. Bữa giờ dứt 3 trận mưa liên tục ha. Nhìn tổng quan dàn ngoài thì hiện tại cái dàn lá cây này nó không có thiếu lá đâu. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là mình hướng dẫn cho các bạn ha, cái thuốc mình bán á trên cái vườn này á là như thế nào, để các bạn mà có thể mà các bạn mua hàng của mình á thì các bạn có thể biết tự các bạn có thể lựa chọn được. Thì thông thường á thì rất là nhiều cái một cửa hàng bảo vệ thực vật nó bán rất là nhiều cái loại mà thuốc các bạn ha, từ phân từ thuốc đa dạng rất nhiều loại. Ví dụ như cái vườn này cái vườn này mình cũng bán rất là nhiều loại các bạn, bán rất là nhiều loại cho vườn này. Ví dụ như cái vỗ trái nè, vỗ trái thì mình ít đưa lên trên lắm, mình ít đưa lên đây lắm, là do nó hầu như năm nay cái ri 6 thì nó không có vỗ trái nhiều. Như cái vườn này thì nó hai cổ rồi các bạn phải cân đó. Giống như cái này các bạn thấy không, trên 7 ngày nè, hai cổ trái trên 7 ngày đây nè, cổ nhỏ hơn nè các bạn, cổ nhỏ hơn nè, cổ này cổ bự hơn nè, cổ này hai cổ trái, nó lép một học thôi bạn, nhưng mà còn vẫn còn được nha, bốn học vẫn được, trái này thì năm học đủ. Đó. Thì cái thuốc mà mình hay đưa cho ảnh là cái ở ngoài, bây giờ mình nói tới dàn lá ngoài trước, mình nói một cây này thôi, dàn lá ngoài trước nè. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy nó là cái độc đúng không, thì các bạn sẽ hỏi ấy ơi, giờ nó le đọt làm sao như thế nào? Bây giờ hiện tại cái trái này nó sẽ không rụng nữa, chắc cú các bạn 100% là không bao giờ nó rụng nữa. Nhưng mà nó sao các bạn? Nếu mà nó le đọt mạnh quá cái trái nó sẽ méo. Còn hai cái lá cái trái này nè, trái này bây giờ tầm 1 ký hơn 1 ký rồi, nó méo thì nó sẽ sao? Nó giật cái học nó méo kỳ lắm. Rồi lúc đó khi mà các bạn làm trễ, nó định hình rồi á, thì nó sẽ bị lái nó chê. Đó các bạn thấy không? Trái trên rất là đẹp ha. Nhưng mà các bạn thấy không, không được y nha, không được chủ quan, là do nếu mà cái trái của nó mà nó đi đọt nó giật học liền. Đó, thì bây giờ cái giải pháp ở ngoài là mình làm như thế nào cái giải pháp ở ngoài mình làm như thế nào các bạn, có hai giải pháp. Nếu mà các bạn coi nè cái đọt nè, các bạn quan sát nè, cái đọt một đọt nè, hai đọt nè, có nghĩa là nhánh nào cũng ra đọt, nhánh nào cũng ra đọt. Mình có hai cái cách cho các bạn sẽ sử dụng. Nếu mà bây giờ các bạn không có thời gian làm, các bạn không có thời gian mà các bạn phun, thì các bạn phun cho mình cái siêu chặn đọt với cái CL18 ha. Mà quánh một phát một à. Với điều kiện là nó không mưa nữa nha. Chứ mưa mà 5 ngày liên tục là nó cũng trào đọt ra đó nha, mình nói trước. Rồi. Cái thứ hai nữa. Cái cách thứ hai á là các bạn sử dụng cái Vingo 79 nha. Mình xài cái dạng dinh dưỡng mà mình xài cái dạng dinh dưỡng loại canxi cao để mà cho nó làm già lá nhanh, nó cứng cái đọt. Có canxi, cái canxi trong viên cô 79 nó là 12%, thì nó sẽ làm cho cứng cái đọt. Những cái lá nào nó đang mở nó sẽ già luôn. Mình sẽ cho không cho cộng cái thước gì hết nữa. Có nghĩa là những cái đọt như thế này các bạn thấy nó hơi cong nè, có nghĩa là lượng trái ở trong nó đang rút dinh dưỡng dữ dội nè các bạn. Bạn coi nè, lượng trái trong ha, nó đang rút nè. Nó trái hiện tại nó tròn các bạn, nhưng mà cái đọt này nè, nếu mà cái đọt này nó tán chừng 2-10 nữa, cái đọt này nó tán chừng 2-10 nữa thì nó sao các bạn, thì nó sẽ giật học liền tại chỗ. Đây nè các bạn, đây là cái lô trong ha. Cái lô ngoài hồi nãy mình đi ra mình thấy nó nắng quá trời chịu không nổi. Đây vô lô trong mình quay trái cho các bạn xem, trái nó cũng bình thường thôi, nói chung là ra tỉa là đầy đủ trái rồi, nó cũng dư trái rồi, nhưng mà nó có hiện tượng đi đọt, một số bị dành nhẹ nè các bạn, dành nhẹ này bất cẩn quá không được, các bạn đi đọt hay chưa? Đã xịt một lần Vinco 79 rồi, nhưng mà các bạn biết sao không? Là xịt liều cao, là xịt liều nó lỏng quá. Thường thường á, mình sẽ cho xịt một chai 300 lít nước nha các bạn. Vinco 79 hiện tại như cái đoạn như thế này, các bạn coi nè, cái đoạn như thế này, mà trái nó bự rồi nha. Chứ cái trái nhỏ nhỏ là mình không cho xịt nha trời. Nó nhỏ xịt vô là bể nợ liền á. Đó, nó đi đọt ha.
giờ mình phải giải quyết liền. Nhưng không thôi các bạn xem nè, cái trái mới đậu ra các bạn, nó sẽ giật nè, nó giật ra thì nó phải bỏ nè. Cái trái này bắt đầu nó muốn bị mớp bên luôn nè, thấy chưa? Đó, các bạn phải làm liền. Nó không, nó bị giật, nó bị giật mà nó bể gai, nó cũng bể gai các bạn nha, chú ý nha. Đây, đây nè, các bạn thấy không, cái lá mà nó lụa nè, tán vô một cái là tán viên COVID-19 vô một cái là ok liền. Và sắp tới nữa các bạn, sắp tới nữa thì sẽ có cái sản phẩm khác nữa nha. Mình sẽ chuẩn bị đưa ra một cái dòng sản phẩm bên cái công ty Vinco luôn, nhưng mà hàm lượng canxi sẽ cao hơn, đánh sẽ, mình gọi là đánh sẽ tịch hơn. Mình nói sơ các bạn thấy trái luôn nè, trái này các bạn thấy không, cái mẫu trái này nó hơi tròn đó, mình sẽ cho đóng, anh cho đóng ở trong là super root nè, CR13 với guzim các bạn, để cho nó xanh cái gai lên. Các bạn coi cái mẫu trái nó tròn ha, mẫu trái tròn nè, cái gai nó, gai nó dày lên đã, mọi người thấy gai nở đã không, trái nó tròn, trái mẫu là mẫu tròn đó. Thì mình phải làm sao cái mình nói luôn cái super root đó thì các bạn, cái super root đó, thì nó cái đầu đạm của nó là 10 ha, cái đầu đạm nó sẽ 10 thì mình đưa vô cộng với CR13 thì CR13 thì một gói mình cho 200 lít nước các bạn. Còn Wokujim á, một chai 100C thì mình sẽ cho 100 lít nước. Để mà cho nó sao à? Cho nó xanh cái gai lên nè. CR13 với cái Super Root. Một chai Super Root mình cho 300 lít rồi nha. Đóng vô các bạn thấy nó xanh gai lên. Ở trong nó phải đi diện nha các bạn. Còn ở ngoài thì đơn giản thôi, mình cho cái này mình cho đóng một cử đạm cao, một cử Vinco 79 cao lên. Liều cao lên là ok liền, không có gì để bàn cãi hết ha. Cái nó bự nè các bạn, cái nó bự nè, đã tuyển đủ trái rồi các bạn, đủ trái như thế này là ok rồi. Ok các bạn, mình chia sẻ cho các bạn một xíu đó thôi, cái đọt nó le là như thế nào thôi. Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau. Cảm ơn các bạn.